Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Anime Defender nha. Rồi, hiện tại sau tất cả thì mình đã có được một con nhân vật thần thoại. Chịu hồi tốn rất là nhiều kim cương nó mới chịu xuất hiện đó nè ạ. Nhưng mà nói chung mạnh nha. Mình xài thử một hai lần rồi á, đặt ra phòng thủ rất là khỏe luôn, tại vì đam nó to. Xong mình mới dùng nguyên liệu mình nâng cho lên cấp 31 để sử dụng luôn nè ạ. Ngoài ra thì cái con nhân vật này có thể đem đi tiến hóa nè. Mình thì cũng đã có đầy đủ nguyên liệu hết trơn rồi. Nhưng mà hiện tại thì đang thiếu tiền, 25k tiền anh em ạ. Để ngày hôm nay mình ráng cày rồi tiến hóa lên cho anh em xem luôn. Bình thường nó mạnh như thế này tiến hóa chắc còn khủng dữ nữa. Giờ chắc là chơi chế độ không giới hạn đi nha anh em. Tại vì cái phần story của cái tựa game này á, nói chung hiện tại mình đã phá đảo rồi. Nó có 3 map à, tính ra cũng ít thôi. Mà thôi kệ, dù gì đây cũng là game mới nên chờ admin họ up thôi. Giờ cái điều quan trọng nhất đó chính là mình phải kiếm cho đủ 25k tiền để tiến hóa cho anh em xem nè. Game này thì kiếm tiền hơi cực nha. Anh em phải dùng kim cương triệu hồi nhân vật. Chúng cái con cùi cùi không sử dụng á, anh em bán đi thì mới được tiền. À quên nữa, lúc nãy á mấy bạn này có cho mình một cái con Kizaru anh em ạ. Con nó thuộc dạng huyền thoại thôi, mà không hiểu sao cấp 20 mới trang bị được. Mình ở đây thì mới có cấp mười mấy à, không xài được cho anh em xem cũng hơi tiếc. Nhưng mà mình có trang bị được cái động tác của cái ông Kizaru nha. Anh em nhìn nhân vật mình nó bay bay nè. Ở phía dưới còn có để cái chữ đô đốc ánh sáng anh em, dưới cái chữ vô hạn á. Game này nó có mấy con nhân vật mà có thể cho chúng ta trang bị động tác hay là vũ khí. Anh em thấy bạn cái cầm vũ khí không? Anh em lít vào cái con nhân vật á, nhìn vào cái ô avatar nó sẽ có cái hình, cái bộ đồ hoặc là cái hình vũ khí á. Anh em nhấp vào thì nhân vật nó sẽ có cái động tác hoặc là quần áo của cái con nhân vật đó. Nhưng mà tùy vậy nha, chứ không phải là con nào cũng có. Hên xui á. Trời, mấy bạn này xài nhân vật xịn kìa. Bạn kia còn có cả cái con giống mình nhưng mà đã tiến hóa rồi. Anh em thấy nó mặc cái bộ đồ khác không? Nhưng mà về chiêu thức thì y chang à. Có thể là sau khi tiến hóa đao nó sẽ to hơn thôi. Gì đâu mà máu quái nó trâu dữ vậy. Cái này nếu mà không sở hữu nhân vật mạnh mạnh tí á, thì phòng thủ rất rất là khó nha. Gần 5k tiền rồi nè, nâng cấp phát. Bây giờ nó chém ra cái đường kiếm màu đỏ đó. Trời, con quái mười mấy nghìn máu. Đặt ra thêm. Cái con nhân vật này nếu mà anh em chơi ở chế độ bình thường á thì sẽ không nâng cấp mát được. Tại vì á cái tiền cần nâng cấp rất rất là nhiều. Nên đó cũng là một lý do mình vào chế độ không giới hạn này chơi cho anh em xem. À, hiện tại là mình đang thiếu mấy cái con nhân vật bút tiền. Anh em thấy bạn kia đặt ra không? Cái con mà nón vàng vàng á. Nhưng mà nói chung mình cũng đâu có thấy nó bán đâu anh em. Phải chờ game nó bán mình mới quay được chứ. Không có bút tiền bây giờ nâng cấp chậm lắm. Quái gì à, máu trâu như bò vậy á. Có những con hai mấy nghìn máu kìa. Mình mới nâng cấp thêm một hai cái. Hiện tại là chiêu thức cũng đã thay đổi nữa rồi kìa. Bây giờ nó chém ra cái đường kiếm màu xanh đó anh em. Đó. Con nhân vật này phải nói rất rất là nhiều chiêu luôn á. Nhìn đẹp chứ giỡn đâu. Canh nâng cấp cho mát một con trước anh em ạ. 4.800 tiền à. Sắp đủ rồi nè. Đấy. Đao bây giờ cũng to rồi nha. 3.000 mấy rồi. Cảo mà quay chúng cho nó được cái bát xịn nữa thì ngon. Game này cũng có quay bát cho nhân vật đó nè. Trời ơi, bây giờ nhìn anh em thấy hiệu ứng quá trời quá đất không? Do là nhân vật đặt cũng nhiều rồi. Bạn kia đặt Sasuke rồi. Mắt diều hâu, tùm lum tùm lưa. Mấy cái con đó cũng xịn nha anh em. Và đam cũng cực kỳ to luôn. Cũng đúng rồi, mấy bạn này chơi cấp cao rồi mà. Cấp ba mấy hết trơn. Trong khi là mình mới có cấp 15.
Bây giờ phòng thủ vẫn rất là khỏe nha anh em. Theo mình thấy là ít nhất cũng phải hơn được ải 50. Để một hồi anh em xem sẽ biết. Khúc cuối á. Rồi chuẩn bị nâng cấp thêm một lần nữa, 6k tiền nè. Đấy, để coi chiêu thức có gì thay đổi chưa. Nếu mà nó đổi á, sẽ là cái chiêu chém ra cái đường kiếm màu vàng anh em ạ. Mình nhớ không lầm là như thế. Hình như đổi rồi á. Trời ơi, con quái nó trâu kìa. 73.000 máu anh em ạ. Chưa đâu, mới có cái màn thứ 16 thôi đó. Một hồi quái nó còn trâu dữ nữa. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng đã nâng cấp mát nhân vật hết trơn rồi. Bây giờ cái thời gian ra chiêu là 5.7 giây à. Cũng hơi lâu đấy. Tiền lên chậm quá em ơi. Do là mình chả có con bút tiền. Chờ nâng cấp có một nhân vật thôi mà cũng lâu quá trời quá đất. Đây đây, đủ tiền rồi nè. Trời ơi, giờ lên 8.500. Mắc quá trời quá đất. Cũng là cái chiêu chém ra cái đường kiếm màu vàng thôi. Anh em để ý sẽ thấy. Đó. Tại vì ở đây nhiều hiệu ứng quá nè mà. Đã đủ tiền nâng cấp. Giờ nó xài cái chiêu khác rồi nè. Hình như đây cũng là cái chiêu cuối cùng rồi đó. Khi mà sử dụng thì nó sẽ triệu hồi một cái cánh tay ở dưới đất thọt lên. Và bóp một cái. Sắp đủ tiền để nâng cấp mát. Đấy. Tổng cộng là 6.400 đam. Cũng khá là to ấy chứ giỡn đâu anh em. Giờ việc còn lại của mình đó là sẽ nâng cấp cho những cái con còn lại. Và đặt luôn mấy nhân vật khác ra. Để coi phòng thủ được tới ải thứ bao nhiêu. Hiện tại sau một hồi lâu á. Thì cuối cùng là không phòng thủ được nổi nữa. Tới ải thứ 59. Con quái mà đi tới cái cửa là ải thứ 60 luôn á. Kiểu bất lực á anh em. Mấy con quái nó trâu quá. Giờ có đặt nhân vật gì ra cũng chịu không nổi. Nhìn kìa. Quá là trâu. Cái khúc trên bây giờ mình không dám lên luôn á. Tại vì ở chợ nó lát cực kỳ nè mà. Nhân vật nó xài chiêu âm đùng luôn á. Mà thôi kệ, cứ chạy xuống đây coi mấy con quái đi tới đâu. À, tới cửa rồi. Xong. Được 180 kinh nghiệm anh em ạ. Game này kinh nghiệm nó cho lần ít lắm. Nên là lên cấp lâu. Cày cuốc một hồi lâu. Đứng mở nhân vật cả buổi trời. Thì mình cũng đã có đủ 25k tiền. Bây giờ sẽ tiến hóa nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ vào cái khu vực chế tạo. Và chế một cái mặt nạ xương. Đây là cái món mà chúng ta dùng để thức tỉnh cái con nhân vật. Và muốn chế tạo thì chúng ta cần phải có những cái ngôi sao. Những cái ngôi sao này thì anh em có thể kiếm được từ cái chế độ chơi kế cái chỗ mà chúng ta vào Tori anh em. 25k tiền để chế tạo anh thấy chưa. Chế cái hết tiền luôn. Sau khi có mặt nạ thì anh em vào cái khu vực tiến hóa chọn nhân vật. Anh em thấy bây giờ mình đã đủ điều kiện rồi nè. Đấy. Ngon lành liền. Giờ thì vào chơi thử cho anh em xem thôi. Nói chung là chiêu vẫn vậy anh em mà không có gì khác. Đam nó to hơn. Đây anh em thấy mấy cái ngôi sao chưa. Kiếm từ cái chỗ này nè. Theo mình thấy cái ngôi sao mà nhiều màu sắc á là khó kiếm nhất. 5%. Mà tính ra tỷ lệ nó cũng cao chứ đâu có thấp anh em. Mỗi khu á thì nó có những cái điều kiện khác nhau nha. Anh em xem cái nào phù hợp thì chơi. Chẳng hạn như cái bên đây nè. Thì quái nó sẽ tự động hồi máu. Còn cái này thì mình đặt nhân vật nó sẽ mắc tiền hơn. Còn cái này thì mấy con quái sẽ được cộng thêm một khiên. Thôi chơi cái này đi ha. Chắc nó cộng một khiên luôn. Sợ gì. Bắt đầu nào. À thì ra khiên là nó sẽ có mấy cái tấm khiên quay vòng vòng á hả. Mình cứ tính đâu là nó sẽ được tăng thêm giáp được cái kiểu trâu hơn thôi. Cái lóng giáp màu xanh đó anh em. Ai ngờ là cái khiên loại này. Nhưng mà cũng không sao. Nhân vật tiến hóa có khác.
Đam nhìn cao hơn cái con bình thường nhiều anh em ạ. Còn về chiêu thức thì nó vẫn vậy thôi. Mới nâng hai phát là 711 đam rồi nè. Quá ngon. Đặt lên phía trên. Anh em thấy không? Có khiên thì cũng đâu có làm được gì. Sao mà đi qua được? Nói thiệt với anh em, chơi mình chỉ cần đặt một cái con nhân vật thần thoại này thôi, không cần đặt bất cứ một cái con gì khác. Ở đây mình có Ray nè, Akainu nè, Naruto nè. Nhưng mà anh em thấy từ đầu giờ mình có người nào sử dụng đâu. Trang bị theo chơi vậy á. Nâng cấp lên. Trời, 2k đam. Đúng là nhân vật đã tiến hóa có khác. Nhưng mà đánh chậm quá anh em ơi, 7.5 giây. Bởi vì thế mà mình mới đặt thêm một cái con ở phía dưới, mình nâng cấp lên lần thứ hai thôi. Tại vì cái chiêu ban đầu của nó đánh nhanh, 300 mấy giây đánh lần mà. Đó, quái có đi qua thì con phía dưới nó đánh cũng được. Mình đặt ra thêm con để cho chắc ăn. Đấy. Còn cái con ở phía trên này thì mình sẽ nâng cấp từ từ. Nhưng mà ở rảm á, không có nâng cấp mát được đâu. Tại vì có 15 màng à. Mình đâu có được bao nhiêu tiền đâu mà sao nâng cấp mát được anh em. Con này nâng cấp mát tốn tiền nhiều lắm. Thường á, mình chơi không có nâng được tới cái chiêu mà chịu hồi cái cánh tay ở dưới đất thò lên anh em ạ. Tới cái chiêu mà chém ra cái đường kiếm màu vàng là đủ màng thứ 15 rồi. Chắc do chưa có con bút tiền. Đấy, phòng thủ rất là khỏe. Chỉ sợ mấy cái con có cái khiên thôi. Tại vì cho dù anh em đam mạnh tới bao nhiêu ấy, thì đánh nó cũng chỉ bể cái khiên, chứ không có tiêu diệt được con quái. Nhưng mà có đi xuống dưới thì cũng bị hai con kia tiêu diệt anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Chém cái mất khiên thôi. Phải chém thêm cái nữa nó mới bị tiêu diệt. Con boss đã xuất hiện. 6.000 máu nha anh em. Trong khi đam nhân vật mình nè. Trời ơi. Chuẩn bị bay màu. Còn 1.000 máu. Trời, công nhận tiến hóa lên đam to thì chứ. Mình chưa nâng mát nha mà đam đã 5.000 rồi. Cái này nếu mà nâng mát chắc 10.000 đam hơn á. Mình đoán là như thế. Mạnh thiệt. Nếu anh em có nhân vật này thì nên kiếm nguyên liệu để tiến hóa nha. Rồi, từ đầu giờ chơi cũng khá là lâu. Chủ yếu cho anh em xem cái con nhân vật thần thoại đầu tiên của mình. Rất là mạnh luôn nha. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Có gì hay ho hơn, hấp dẫn hơn, mình lại chơi cho anh em xem tiếp. Bây giờ, bye anh em.